điều tra vụ hỗn chiến tại khu vui chơi trẻ em. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang điều tra truy xét nhóm thanh niên có hành vi gây gổ, đập phá tài sản tại một khu vui chơi trẻ em. Trước đó, vào khoảng 23 giờ khuya hôm qua, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy rượt đuổi nhau trên đường trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Khi tới trước một khu vui chơi trẻ em trên đường nội chính thì dừng xe lại hỏi chuyện. Chỉ vài giây sau thì 4 thanh niên lao vào hỗn chiến, nhưng 2 người trong số đó bỏ chạy vào trong quán cố thủ. 2 thanh niên kia đứng bên ngoài lấy bàn ghế của quán ném vào trong. Vụ việc khiến nhiều khách và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy, 2 thanh niên kia còn đập phá xe máy của đối phương. Khoảng 1 phút sau, 2 thanh niên kia chở thêm một đồng bọn quay lại khu vui chơi tìm 2 thanh niên kia. Tại đây, 3 đối tượng tiếp tục xông vào đập phá bàn ghế của cơ sở này rồi bỏ đi. Không dừng lại, khoảng vài phút sau, 3 đối tượng này tiếp tục quay lại cùng 2 người khác. 3 người cầm gạch xông vào quán với ý định truy đuổi nhóm thanh niên kia đến cùng. Còn đồng bọn của chúng thì ngồi trên xe chờ bên ngoài. Sau khi đập phá tơi bời thì nhóm này bỏ đi. Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao nhanh chóng có mặt lập hồ sơ vụ việc, lấy lời khai nhân chứng. Vụ việc làm một thanh niên bị thương nhẹ ở vùng mặt. Bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn khi đang ngồi nhậu. Hiện công an đang truy tìm nhóm thanh niên nói trên để lấy lời khai và điều tra. Nam thanh niên vượt ẩu, thoát nạn hy hữu dưới gầm xe tải. Xin chuyển đến tin tức về giao thông. Ngày 24 tháng 3, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một xe tải đang lưu thông trên đoạn đường hẹp, hai bên đường là nhà dân. Lúc này bỗng có một chiếc xe máy do vượt ẩu mà thiếu quan sát nên đã ngã ra đường và bị xe tải cắn qua. Rất may nạn nhân trong vụ việc trên chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn này xảy ra tại tỉnh lộ 826C đoạn qua xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào lúc 5 giờ 54 phút ngày 23 tháng 3. Qua hình ảnh trích xuất camera cho thấy nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường đã vượt xe tải rất ẩu, không quan sát kỹ phía trước có người đang lưu thông nên dẫn đến xảy ra vụ tai nạn. Cụ thể, trên con đường nhỏ hẹp các phương tiện đang lưu thông thì có một chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển có ý muốn vượt lên trước xe tải. Khi vừa vượt qua xe tải thì phía trước có một người cũng điều khiển xe máy lưu thông từ hướng ngược lại, đi bên phải đúng làn đường. Dù khoảng cách gần nhưng rất may người này đã lái xe né được nam thanh niên đang vượt xe tải. Trong khi đó, do khoảng cách gần đang chạy tăng tốc, mặt đường hẹp, phía đối diện có người điều khiển phương tiện nên nam thanh niên đang vượt xe tải đã thắng gấp và mất tay lái, làm cả xe và người trượt ngã ra mặt đường. Lúc này, đầu xe tải đang chạy cũng trờ tới, cuốn nam thanh niên xe máy vào gầm và kéo lê một đoạn dài. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe tải cùng người dân đã nhanh chóng giải cứu nam thanh niên nằm trong gầm xe. Rất may, người này chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là bài học cho những người tham gia giao thông cần tuân thủ luật cũng như quan sát thật kỹ khi di chuyển tại những con đường nhỏ hẹp, nên chú ý các phương tiện khác khi muốn vượt hoặc rẽ. Ba em nhỏ đuối nước khi đi chăn bò ở Gia Lai. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hờ Nôn, huyện Đắk Đoa, Gia Lai cho biết vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thăm hỏi gia đình có 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước trong lúc đi chăn bò. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 3, 3 em nhỏ gồm T, sinh năm 2012, C, sinh năm 2015 và Ta, sinh năm 2016, cùng trú tại làng Bokret, đi chăn bò ở khu vực sông Ayun. Cả 3 rủ nhau xuống sông tắm. Do thấy nước cạn nên một bé gái bơi ra cách nơi tắm khoảng 10 mét nên bị hụt chân. Thấy vậy, 2 bé gái còn lại ra cứu nhưng nước sâu dẫn đến cả 3 bị đuối nước. Phát hiện ra một số em nhỏ chăn bò đã báo người dân đi làm rẫy ở khu vực gần đó. Nhưng đến khi tới cứu thì các cháu đã tử vong. Người dân trong làng đã đưa các em về nhà vào chiều cùng ngày. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hờ Nôn đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Được biết, 3 gia đình các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn, trong đó có 2 gia đình hộ nghèo. Thời tiết đang nắng nóng nên cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, quản lý mọi hoạt động của trẻ em nhằm tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Đồng thời, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình chủ động cho trẻ học bơi từ nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ đột xuất xảy ra. Bắt đối tượng truy nã quốc tế khi đang lẫn trốn tại Ninh Thuận.
Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều 24 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao Bozy Mikhail, đối tượng truy nã quốc tế tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền. Bozy Mikhail, 35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga, là đối tượng bị truy nã về tội sát hại người theo lệnh truy nã của Interpol. Theo hồ sơ vụ việc, sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Liên bang Nga, Bozy Mikhail đã trốn ra nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam vào khoảng đầu tháng 3 năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã nêu trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22 tháng 3, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện và bắt giữ Bozy Mikhail khi đang lẫn trốn tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi bắt giữ, đối tượng Bozy Mikhail đã được bàn giao an toàn cho phía cơ quan chức năng Liên bang Nga tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị, đoạn đường cao tốc Cam lộ La Sơn lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe tải và xe đầu kéo. Vụ va chạm khiến cho một người bị thương. Tại hiện trường, đầu xe tải móp méo biến dạng vì cú tông mạnh, tuyến đường cũng ách tắc kéo dài. Theo đó, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3 tại đầu cầu Mỹ Chánh, km 35 còn 935, cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Va chạm xảy ra giữa ô tô đầu kéo chưa rõ biển kiểm soát, lưu thông hướng Bắc Nam và ô tô tải mang biển kiểm soát 43C241.xx, lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến một người bị thương, chưa xác định danh tính. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn gây hư hỏng hệ thống lan can cầu gồm 8 mét lan can thép và các phụ kiện liên kết. Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm xoay ngang đường, xe tải ở làn trái tuyến khiến cao tốc Cam lộ La Sơn ách tắc kéo dài, đầu xe tải móp méo biến dạng sau cú tông mạnh. Nhận được thông tin vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Cơ quan chức năng nhận định tại vị trí xảy ra tai nạn, hệ thống biển báo vạch sơn rõ ràng, mặt đường êm thuận. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang tiếp tục được tiến hành điều tra làm rõ. Từ đầu năm, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng cao tốc Cam lộ La Sơn hiện chỉ mới 2 làn xe, nhiều phương tiện tham gia giao thông vượt ẩu, vi phạm giao thông trên tuyến nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Có thể nói tuyến đường này trong thời gian tới cần nhanh chóng điều phối lại giao thông để hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Các vụ việc xô xát giữa học sinh với nhau không phải là trường hợp đầu tiên. Vừa qua, tại trường trung học cơ sở xã An Thượng, Hải Dương, xảy ra vụ hai nữ sinh lớp 7 và lớp 9 mâu thuẫn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, sau đó người nhà của một nữ sinh đã đến và hành hung nữ sinh lớp 7. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người chứng kiến. Theo thông tin từ người dân phản ánh, trưa ngày 23 tháng 3, tại khu cánh đồng gần trạm y tế xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, một nữ sinh lớp 7 đã bị một nam thanh niên hành hung, tác động mạnh cháu bé. Cũng theo phản ánh, thời điểm đó có rất nhiều học sinh và một số người lớn chứng kiến vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo trường trung học cơ sở xã An Thượng xác nhận cháu bé bị hành hung là học sinh của trường. Cụ thể, người này thông tin, trước đó nữ sinh D lớp 7 đã có xích mích nhỏ với học sinh B lớp 9 cùng trường. Sau đó, người chú của em học sinh lớp 9 đã có hành vi hành hung cháu lớp 7 như phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời học sinh và phụ huynh hai bên lên để xác minh, đồng thời đã thông tin sự việc đến công an xã An Thượng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Thượng cho biết, rất phẫn nộ khi xem clip, việc hành hung trẻ em là điều đáng lên án. Tuy nhiên, lãnh đạo này cũng cho hay, hiện người nhà nữ sinh lớp 9 đã nhận thức hành vi chưa đúng của mình, đã đến gặp và xin lỗi gia đình cháu bé bị đánh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc, được biết người này sắp chuẩn bị tổ chức đám cưới. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường ở mương nước tại Thanh Hóa, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ được một nghi phạm. Nghi phạm này được xác định là một phụ nữ. Trước đó, nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng với nhau. Ngày 24 tháng 3, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn Sao Vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, đã bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi giết người. Theo đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn thông tin, ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội.
giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau. Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP, sinh năm 1976, trú thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tới cơ quan công an trình báo sự việc. Người thân đi làm đồng nhưng tối muộn cùng ngày không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà P dưới mương thoát nước sâu khoảng 40-50cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800m. Chiếc xe máy của bà P cũng được tìm thấy cách vị trí phát hiện thi thể khoảng hơn 20m. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của hung thủ. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vụ việc một thuyền viên thiệt mạng khi trong hành trình đi ngang qua vùng chiến sự tại Biển Đỏ đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau một thời gian dài chờ có chuyến bay chuyên dụng, thi hài Đại phó Đặng Duy Kiên cũng đã về tới sân bay Nội Bài và được người thân đón đưa về nhà làm tang lễ. Tại tang lễ, không khí tang thương bao trùm cả gia đình. Nhìn hình ảnh những đứa con của Đại phó nức nở khóc thương bố khiến ai nấy không thể kìm lòng. Theo đó, vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 24 tháng 10, thi hài thủy thủ xấu số Đại tá Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, thường trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường, lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ Mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh. Thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ con của anh Kiên khóc gào tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nức nở. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Đứng một góc nhìn quan tài cha, hai đứa con trai nhỏ mắt đỏ hoe, nức nở, vì từ nay chúng đã không còn được nghe tiếng nói của bố nữa. Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ khiến ai cũng thêm đau lòng, xót xa. Bố vợ anh Kiên liên tục gạt nước mắt thương con rể, xấu số. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trên quan tài, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè chòm xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đằng Lâm cũng đã vào thắp hương chia buồn cùng gia đình. Theo đại diện gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều mai và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Theo lời chị Miền, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được toại ý. Trước đó, ngày 13 tháng 2, tàu True Confidence, nơi anh Đặng Duy Kiên làm thuyền phó, khởi hành từ Singapore đến Ả Rập Xê Út. Ngày 6 tháng 3, khi đi qua Biển Đỏ, vùng biển được cảnh báo có lực lượng Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các tàu hàng thương mại qua đây, thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng, ba thuyền viên trên tàu thiệt mạng, trong đó có Đại phó Kiên. Trước tai nạn và nỗi mất mát này, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển là thi hài nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành, nên đến chiều ngày 24 tháng 3, thi hài anh Kiên mới được trở về tới sân bay Nội Bài. Các cơ quan đơn vị thuộc Cục cũng đã phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đặng Duy Kiên và các thuyền viên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Đại phó Đặng Duy Kiên. Mong gia đình và hai cháu nhỏ có thể vượt qua nỗi mất mát này để tiếp tục cuộc sống thật tốt khi không còn chồng, còn cha. Hàng loạt những vụ việc thông chốt nồng độ cồn xảy ra thời gian qua để lại nhiều hậu quả nặng nề, không chỉ gây thiệt hại cho bản thân tài xế mà còn ảnh hưởng đến cả lực lượng chức năng. Mới đây, thay vì chấp hành luật giao thông đường bộ, đối tượng Vũ Văn Tâm đã tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Hành động này đã làm trung tá Nguyễn Đức Sơn bị thương phải nhập viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, công an thị xã Thuận Thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường liên xã Đình Tổ, đoạn qua thôn Đại Trạch. Tại đây, tổ công tác phát hiện nam thanh niên lái xe máy biển kiểm soát 99F150398 có biểu hiện vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nam thanh niên này không chấp hành mà lao thẳng xe vào lực lượng chức năng, đâm trúng trung tá Nguyễn Đức Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Thuận Thành.
Cú tông xe khiến trung tá Nguyễn Đức Sơn gãy xương, máy đo nồng độ cồn cũng bị vỡ. Ngay sau đó, trung tá Sơn được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời tổ công tác đã khống chế, bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở điều tra làm rõ. Vào ngày 25 tháng 3, công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, công an thị xã Thuận Thành đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tâm, sinh năm 2003, trú xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, người gây ra vụ việc vừa qua để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Để kịp thời động viên, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Đức Sơn điều trị sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục công tác. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự để lại hậu quả vô cùng nặng nề, thậm chí đã từng có những chiến sĩ cảnh sát thiệt mạng vì các đối tượng chống đối người thi hành công vụ. Sự việc này xảy ra một lần nữa thấy được việc quản lý về việc đo nồng độ cồn khi tham gia giao thông cần thắt chặt hơn. Đối với những người không chấp hành yêu cầu khi được kiểm tra, cần phải có mức xử phạt nghiêm khắc, tránh tiếp tục để các sự việc tương tự xảy ra. Liên quan đến vụ án đường dây khai thác trái phép tại khu vực biển Côn Ngựa để hút cát trộm, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Vậy nhưng khi bị phát hiện, vụ án được khởi tố, các đối tượng này đã tìm cách để chạy trọt xử lý vụ hút cát lậu. Theo đó, Trịnh Văn Hưng, 45 tuổi, cựu cán bộ công an, phát giá 3 tỷ đồng để bồi trơn. Bị can này bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Văn Trình, sinh năm 1985, trú Lâm Đồng, Trịnh Văn Hưng, 45 tuổi, cựu cán bộ Công an Bộ Công an và 25 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Hưng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. So với kết luận điều tra lần trước, lần này nhà chức trách đề nghị truy tố thêm 12 bị can. Theo hồ sơ vụ án, khoảng từ tháng 2 2022 đến ngày 6 tháng 5 2022, Trương Văn Trinh tổ chức điều hành đường dây khai thác trái phép tại khu vực biển Côn Ngựa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Để quản lý điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trinh lập ra nhiều nhóm Zalo với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát, Trình sẽ ám hiệu bằng tin nhắn đi nhậu và sẽ nhắn nghỉ nhậu nếu hôm nào không đi hút cát. Thời gian hoạt động của nhóm này diễn ra vào khoảng 18 giờ hàng ngày. Các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3-4 giờ sáng hôm sau. Sau đó, tàu cát được tập kết về ngã ba Vàm Tuần trên sông Xoài Rạp để kiểm tra số lượng cát và bán. Khuya ngày 5 tháng 5 2022, đoàn kiểm tra Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an C08 cùng các đơn vị lực lượng chức năng phát hiện 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên 12 tàu đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 11 trên 12 tàu có chứa 7.500 mét khối cát. Ngoài ra, qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Trinh thực hiện nhiều giao dịch, nhận, chuyển tiền, thanh toán số cát khai thác được. Mặc dù Trinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng, nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Trinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 đến 24,6 tỷ đồng. Sau khi bị bắt, Trinh trao đổi với Trương Văn Thắng, 39 tuổi, tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị giảm giữ, chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an nhờ lo phụ việc. Bị can Hưng đồng ý và báo chi phí bồi trơn là 3 tỷ đồng. Trịnh thông qua tài khoản cháu của mình là Bùi Văn Bản chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Tiếp đó Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng giữ lại 100 triệu đồng. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hưng dẫn Thắng đến C03 gặp người có thẩm quyền. Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không trực tiếp làm mà chỉ thuê tàu giao cho Trương Văn Trình. Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị giam giữ và yêu cầu họ ký vào giấy ủy quyền giao chính con tàu cho Thắng, nhưng ghi lùi ngày giao tàu. Đến ngày 27 tháng 5 2022, Thắng và Trình vẫn bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam, nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giữ đối với phương tiện, tăng vật do Thủy đoàn 2 C08 bản giao. Công an xác định từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 12 2022, Trịnh Văn Hưng đã chuyển trả lại cho Bùi Văn Cường 1 tỷ đồng, gồm 400 triệu đồng nhận vụ lo lót và 600 triệu đồng tiền vay mượn.
Theo kết luận điều tra, bị can Trịnh Văn Hưng mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền giải quyết, nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lò lót để hút tàu cát chỉ bị xử phạt hành chính. Hưng nhận 400 triệu đồng nhưng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa cho bất kỳ ai có thẩm quyền. Công an xác định hành vi này phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng theo kết luận điều tra, Trinh và Nguyễn Thị Trâm, vợ Trinh, đã dùng tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát lậu, thanh toán tiền thuê tàu. Khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Trinh và vợ đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Sau khi Trinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỷ đồng của Trinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỷ đồng lại cho Trâm. Trâm khai đã sử dụng 5 tỷ đồng và nộp lại 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Theo cáo buộc, Hưng không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có thẩm quyền giải quyết sự việc trên, nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lò lót cho các tàu chỉ bị xử phạt hành chính phải nhận 400 triệu. Hành vi trên của bị can Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm liên tiếp xảy ra, để lại những hậu quả vô cùng thương tâm trong lòng dư luận. Mới đây, tiếp tục lại là một vụ án mạng khác xảy ra sau ghen tuông. Nghi phạm nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với một thợ sửa chữa xe nên đã dùng dao đoạt đi tính mạng của tình địch. Mặc dù là nạn nhân đã bỏ chạy, vậy nhưng do vết thương quá nặng nên đã không thể qua khỏi. Được biết trước đó, Thái nghi ngờ anh Nguyễn Trường Thọ, 36 tuổi, thợ sửa xe máy ngủ cùng địa phương có quan hệ tình cảm với vợ Thái. Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 24 tháng 3, Thái đã tìm đến quán sửa xe nơi anh Thọ làm việc để giải quyết mâu thuẫn ghen tuông. Tại đây, Thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Thọ. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng Thái vẫn đuổi theo truy sát. Do vết thương quá nặng nên Thọ đã tử vong sau đó. Ngay sau khi gây ra vụ án, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức bảo vệ hiện trường, thu giữ hung khí và tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Ngày 25 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam Trần Phạm Thái, 37 tuổi, ngụ ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm để điều tra làm rõ vụ án giết người từ mâu thuẫn ghen tuông. Hàng loạt những vụ việc thương tâm xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi cũng sẽ có những bất đồng, những nghi ngờ đối phương. Tuy nhiên, đừng vì ghen tuông mà có những suy nghĩ dại dột, ra tay đoạt mạng đối phương. Mỗi cá nhân nên giữ bình tĩnh để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho cả đôi bên. Vụ cháy lớn tại trường Đại học Hồng Đức ở Thanh Hóa vào tháng 12 năm 2023 đã gây ra nhiều xôn xao khi toàn bộ tài sản, xe cộ của sinh viên bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định nguyên nhân dẫn tới vụ cháy 339 xe các loại tại trường này. Như đưa tin, hơn 4 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2023, một con lửa bùng lên từ 3 gian nhà để xe, được dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, nằm cạnh nhau, có tổng diện tích vào khoảng 200m2 tại Đại học Hồng Đức. Nhận được thông tin, lực lượng công an và xe chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày thì việc chữa cháy hoàn tất, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến 339 xe các loại bị cháy, trong đó có 299 xe máy, 32 xe điện và 8 xe đạp. Vụ cháy lớn sau đó được điều tra và làm rõ nguyên nhân. Mới đây, theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách tường phía bắc khoảng 3,3 m, cách tường phía đông 4,1 m bên trong nhà để xe, ký túc xá N1, trường Đại học Hồng Đức. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện của xe mô tô số 3. Như trong biên bản khám nghiệm hiện trường, gây cháy lớp vỏ cách điện. Sau đó, cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy nhà xe để ký túc xá N1, trường Đại học Hồng Đức nói trên. Theo đó, kết quả giám định nguyên nhân của Viện Khoa học Hình sự và quá trình điều tra đến thời điểm hiện nay cho thấy vụ cháy loại bỏ yếu tố tội phạm. Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh để xem xét trách nhiệm của cá nhân tập thể liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý, hoạt động của nhà xe có đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác. Được biết sau vụ cháy, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đã kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay để hỗ trợ sinh viên thiệt hại có phương tiện mới đi học. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu Trường Đại học Hồng Đức công khai số tiền kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ tiền đối với những sinh viên bị thiệt hại do vụ cháy. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị nhận được thông tin tàu Giang Anh 18 bị phá nước, đang chìm dần vào sáng ngày 24 tháng 3. Trên tàu có 2.960 tấn xi măng, hơn 7.000 lít dầu DO và 9 thuyền viên.
đang trên hải trình từ Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước nghiêng 40 độ trái. Vị trí tàu gặp sự cố tại 15,54 độ Vĩ Bắc, 108,31 độ Kinh Đông trên vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, phần cuối thân tàu gặp nạn đã chìm trong nước biển và có nguy cơ chìm hẳn toàn bộ tàu. Đội biên phòng Cù Lao Chàm và Hải đội biên phòng 2 đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và tổ chức quay phao chuyên dụng nhằm ứng phó với sự cố tràn dầu từ tàu vận tải gặp nạn. Sáng 24 tháng 3, cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng, Đà Nẵng International Marathon lần thứ 11 đã diễn ra, thu hút hơn 9.000 vận động viên tham gia. Trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cuộc thi marathon có số lượng vận động viên quốc tế tham gia đông đảo nhất tại Việt Nam. Đặc biệt có những du khách vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tham dự cuộc thi. Chị Thùy Dương, du khách Hà Nội cho rằng Đà Nẵng thật may mắn vì có nhiều cảnh đẹp và biển dài. Chị cảm thấy rất là tự hào về thứ nhất là về thiên nhiên Việt Nam mình, cảnh rất là đẹp, bờ biển đẹp. Và phong trào chạy đợt này rất là lên cao, tinh thần mọi người rất là tốt. Nên là mình cảm như là được tiếp nhận năng lượng từ thiên nhiên và cả những mọi người xung quanh nữa. Ngoài ra còn có rất đông du khách nước ngoài còn tham dự cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng với niềm háo hức. Nhiều du khách nước ngoài còn trang bị nón lá trong suốt chặng đường đua của mình để thể hiện niềm yêu mến Việt Nam. Nice weather, well organized, very nice. And my first full marathon, so very happy. The weather is nice. The race itself is also nice. I mean, like the road is very clear. I mean, like there's no other car or any motorbikes. And I love running Da Nang. Đến với cuộc thi năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài tại các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5 km và đường chạy dành cho trẻ em. Các vận động viên sẽ tranh tài ở đường chạy dọc bờ biển và đi qua nhiều điểm nổi bật của Đà Nẵng như cầu Rồng, cầu sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng được tổ chức lần đầu vào năm 2013 nhằm lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh cho người dân địa phương thông qua bộ môn chạy bộ, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng năm của những người yêu thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng. Vào những ngày nắng nóng của tháng 3, chúng tôi ghé thăm lớp dạy bơi miễn phí của cô Quý tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Quan sát thấy, lớp học này có sự tham gia của đông đảo các em nhỏ, ai cũng háo hức học bơi trong không khí vui tươi, sôi động. Đây không chỉ là niềm vui của các bé mà còn là sự an tâm của các bậc phụ huynh khi con mình được hoàn thiện nhiều kỹ năng sống. Tên của con là Bùi Viên Hòa, tuổi của con là tuổi con gà trống, 7 tuổi. Dạ bây giờ con biết bơi rồi, con xuống nước thì con cũng khá vui. Thì học thêm nhiều kiến thức nữa, thì nhiều kiến thức mới nữa. Lúc đầu là con tôi mới làm quen với nước thì con tôi phải nói là rất là sợ nước luôn. Được gần một tháng nay thì bé xuống nước rất là tự tin. Tôi nghĩ rằng là cái việc học bơi rất là quan trọng. Đây là cũng một như là một cái tâm nguyện rất là lâu rồi của chúng tôi. Việc mà mở nhà trường và cô Quý mở lớp học bơi là chúng tôi rất cảm thấy rất là vui, hạnh phúc để cho con mình biết được có kỹ năng sinh tồn với hồ bơi, với nước. Lớp xóa mù bơi miễn phí này chính là tâm huyết của cô Đỗ Thị Ngọc Quý. Trong suốt 8 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng cô Quý vẫn nỗ lực từng ngày để giúp cho các em học sinh trong khu vực được biết bơi. Ở đây miền sông nước nhiều, đồng bằng sông Cửu Long. Thì về hàng năm thì tai nạn đuối nước xảy ra rất là nhiều. Thì mình mong muốn là mình thực hiện cái lớp xóa mù bơi này để xóa mù bơi cho các em. Nó đem lại cho mình cái niềm vui, rất là vui là khi học sinh mình cái thành quả là dạy cho các em nó biết bơi, phòng chống tai nạn đuối nước. Bình quân mỗi năm, lớp học của cô Quý xóa mù bơi cho được khoảng 200 trẻ. Sau 8 năm, đến nay đã có hơn 1.000 trẻ được biết bơi thông qua lớp học, đồng nghĩa với phòng tránh đuối nước cho hơn 1.000 bạn nhỏ tại Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khối tự nhiên hay còn gọi là khối các môn khoa học tự nhiên chủ yếu gồm 3 môn vật lý, hóa học, sinh học. Thông thường khối ngành học xét tuyển tổ hợp này thường liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Việc thi đại học khối tự nhiên, chọn ngành học nào để dễ xin việc sau tốt nghiệp là câu hỏi khiến nhiều thí sinh trăn trở. Trong quá trình chọn ngành, chọn nghề thì mình cũng thấy khá là lúng túng. Cũng có nhiều câu hỏi để thắc mắc về đầu ra và cơ hội việc làm sau này ạ.
Mình thấy thì ở hiện nay có rất nhiều các ngành nghề đang rất là hot, thì cũng đang rất là phân vân giữa nhiều ngành nghề để có thể chọn được một nghề nào hợp với mình nhất. Thấu hiểu tâm lý thí sinh, chuyên gia tuyển sinh đã gợi ý một số nhóm ngành khối tự nhiên có triển vọng nghề nghiệp trong tương lai và mang lại mức lương hấp dẫn, giúp thí sinh có thể tham khảo lựa chọn. Những cái lĩnh vực mà sản xuất thì là sẽ có nhu cầu về các cái kỹ sư trong một thời gian sắp tới, bởi vì Việt Nam sẽ là cái điểm các cái công ty cũng như các cái tập đoàn họ dịch chuyển các cái doanh nghiệp sang Việt Nam để mà sản xuất ở Việt Nam, thì nhu cầu về cái nguồn nhân lực trong các cái lĩnh vực kỹ thuật thì nó sẽ tăng lên, đặc biệt là các cái lĩnh vực sản xuất. Thì ngoài ra thì các cái lĩnh vực liên quan đến vật liệu, ví dụ như vật liệu mới hay là các cái lĩnh vực về vật liệu thân thiện với môi trường như vật liệu polymer composite, hoặc là các cái lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp phụ trợ, ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà sản xuất bao bì, tem nhãn, in ấn, nó phục vụ cho cái chuỗi sản phẩm của các cái tập đoàn, thì nó cũng sẽ là những cái doanh nghiệp mà có nhiều cái vị trí việc làm đối với các bạn sinh viên. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức, gồm nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 23 tháng 3 tại Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, 55 tay đua tham gia giải đua mô tô nước thế giới UIM ABB Aquabike World Championship đã chính thức bước vào những cuộc chạm trán đầy gay cấn. Theo ban tổ chức, từ 10h30 đến 14h ngày 23 tháng 3, các tay đua thi đấu vòng loại tranh vị trí xuất phát. Từ 15h15 đến 17h, các tay đua sẽ tranh tài ở lượt đua mô tô 1. Theo ghi nhận của Lao động, mặc dù thời tiết ở Quy Nhơn đang khá nắng nóng, nhưng người dân và du khách từ khắp các tỉnh thành đã có mặt từ rất sớm để theo dõi giải đấu. 10 giờ rưỡi thì mới bắt đầu, nhưng mà nói chung là người dân đi từ lúc 7 đến giờ sáng để dành cái chỗ để có thể xem hết trọn vẹn cả cái cuộc đua. Buổi sáng cũng như buổi chiều, trời nắng gắt nhưng mà mọi người rất là háo hức. Thứ bảy chủ nhật trống thì chắc chắn là sẽ theo dõi hết 100%. Bởi vì đây cũng là một rất khó mà có cơ hội để mọi người có thể mà trực tiếp hưởng thức trực tiếp những cái màn thi đấu rất là gay cấn và rất là lạ. Tôi thấy không khí ở trên khán đài đây là mọi người rất là hào hứng, tất cả đều tập trung những chiếc mô tô ở dưới nước, mặc dù nắng nhưng mà mọi người cũng đến xem rất là đông và rất là phấn khích với những tay đua ở dưới nước. Theo ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bình Định F1, đơn vị đăng cai giải đấu, trong cuộc đua phân hạng để tranh vị trí xuất phát tại Đầm Thị Nại, các tay đua đã đạt được thành tích tương đối tốt so với những chặng đua được tổ chức ở các quốc gia khác. Trong buổi sáng nay thì diễn ra cái cuộc đua phân hạng để giành vị trí xuất phát, thì các vận động viên cũng đã rất nhiệt tình mà tham gia. Đồng thời thì với cái sự hứng khởi với địa điểm lần đầu tiên mà họ được trải nghiệm, thì thành tích là tương đối tốt so với tổ chức tại các chặng đua khác trên thế giới. Thời tiết hôm nay thì các vận động viên thì đánh giá tương đối tốt, tuy nhiên thì với khán giả xem, nhất là khán giả Việt Nam chúng ta thì thấy là rất là nắng. Theo ban tổ chức, hiện tại lượng khán giả đến với giải đấu chưa được như kỳ vọng. Các giải đấu lần này sẽ giúp đơn vị rút kinh nghiệm để tổ chức những giải đấu tiếp theo được tốt hơn và thu hút được đông đảo khán giả hơn. Cò mồi tự nhận xin được cấp phép xây dựng vượt tầng. Nó rất lợi cho em là anh là người từng làm nhà nước. Trong vai người có nhu cầu cần xin cấp giấy phép xây dựng chung cư mini 8 tầng ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, diện tích là 350m2. Chúng tôi đã liên hệ được với một cò mồi môi giới làm dịch vụ sổ đỏ xin cấp phép xây dựng ở Hà Nội. Người này cho biết với diện tích trên, khi xin cấp phép xây dựng sẽ gặp nhiều sai phạm. Tuy nhiên, người này đã không ngại gặp riêng để tư vấn cách làm luật. Chị định làm mấy tầng ạ? Em định làm 8 tầng. Chứ thì nếu mà làm 8 mét mà 350 thì là hơi khó, bởi vì là trong quá trình mình làm sẽ có sai phép ấy. Sai phép ví dụ như là mình một đội xây dựng thì trong giấy phép xây dựng thì nó chỉ cho khoảng tầm 200 mét full thôi, còn đâu là 150 mét nữa là phạm luật. Như đã trao đổi, chúng tôi đã có cuộc hẹn riêng. Tại đây, người này cho biết để xin cấp phép được xây dựng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội là rất khó. Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm, cộng với sự tự tin khoe rằng đã từng làm việc ở phòng cấp phép xây dựng của quận Hai Bà Trưng, nên việc lách luật có lẽ là nghề. Nó rất lợi cho em là anh là người từng làm nhà nước.
từng làm bộ phận đấy. Không hiểu là từng làm bộ phận cấp phép xây dựng. Ừ, anh làm Hai Bà Trưng mà. Quận Hai Bà Trưng. Ừ, làm hai giấy phép thì em đỡ có xe phép đấy. Mà em đỡ xe phép thì em đỡ cấp quyền làm luật. Mà thời buổi này thì làm luật anh nói với em là phường xã mà nhất là quận Thanh Xuân nữa vừa bắt một loạt. Khi tỏ ra lo lắng về việc xin cấp giấy phép xây dựng muộn hơn so với thời gian muốn thi công, người này cho biết mình làm có cảm ơn sẽ khác so với việc phải làm luật. Và nếu như chúng tôi tin tưởng trao tay, tức là photo bìa đỏ có công chứng, viết giấy ủy quyền, thì người này sẽ tối ưu chi phí làm luật trong quá trình xin cấp phép xây dựng. Vấn đề em làm là có cảm ơn, nó khác với cả em làm chủ động, em làm luật hết. Từ tầng 1 đến tầng 5, em làm sai thì em vỡ mồm. Mặt bé là bên biết anh lo hết đấy. Người này cũng không ngại tiết lộ, để lọt được bộ hồ sơ, mỗi người phải chi số tiền cảm ơn lên đến vài trăm triệu đồng. Nếu như em như muốn cao tầng hầm thì nói được khác. Một giấy phép bình thường là bao nhiêu? 100. 100 á? Một giấy phép là 100. Đừng vài trăm đấy. Vàng 100 á? Ừ. Em gái thử ý là ví dụ như không lo được giấy tờ cho em thì làm nào? Anh biết gì vay tiền của em mà. Có thể thấy các môi giới cò mồi hoạt động rất tinh vi, lợi dụng nhiều kẽ hở trong cấp phép xây dựng để trục lợi, thậm chí cấp phép sai xây dựng so với quy định. Chúng ta gọi là môi giới, những người môi giới này có khả năng thực hiện được việc giấy phép, tức là có thẩm quyền hay là có chức năng nhiệm vụ để việc xin cấp phép giấy phép xây dựng hay không. Nếu trong trường hợp mà những người này không hề có chức năng mà thực hiện cái việc đưa ra các cái thông tin sai lệch về việc có thể xin cấp phép xây dựng và nhằm mục đích chiếm đoạt thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giả sử những cái người môi giới này có thể xin cấp phép được thì chúng ta cũng cần xem xét rõ ràng là cơ quan cấp phép có được cấp phép đúng theo trình tự thủ tục hay không và điều kiện để cấp phép hay không. Thực tế, đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực tuyến phố trong đô thị đã ổn định thì việc cấp phép xây dựng phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Người dân cũng nên thận trọng khi gửi niềm tin vào những cò mồi xin cấp phép xây dựng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị tại Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các tuyến phố như Kim Mã thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, phố Tôn Thất Thuyết thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và phố Lê Trọng Tấn thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, tình trạng vỉa hè, lòng đường bị bủa vây bởi bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng nhiều người vẫn làm ngơ. Ảnh hưởng sức khỏe bẩn lắm, môi trường họ dọn đi rồi, xong họ lại đổ ra. Người dân thiếu ý thức đổ hết ra đây, bốc mùi. Thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của những người dân chung chúng tôi. Thứ hai là ảnh hưởng đến mỹ quan của đô thị. Theo một số người dân sinh sống ở gần khu vực, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Để xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử phạt những hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân sinh sống trên địa bàn. Gấp rút tuyển dụng nhân sự phục vụ tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Hiện nay, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, đoạn trên cao, đang tiến hành chạy thử và dự kiến sẽ được vận hành khai thác thương mại vào đầu tháng 7 năm 2024. Để phục vụ cho tuyến đường sắt này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội đang gấp rút tuyển dụng số lượng lớn lao động với chỉ tiêu 448 nhân sự cho 89 vị trí. Bên mình đang có nhu cầu nhiều về các cái bạn mà về có cái kỹ thuật về các ngành về cơ khí, điện tử, tín hiệu. Thứ hoặc không thì bên mình cũng có những cái vị trí mà về công việc của phổ thông ấy, thì gần tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng có những cái vị trí như là nhân viên giám sát an toàn, bán vé và nhân viên tổng hợp. Theo đơn vị tuyển dụng, người lao động đáp ứng được yêu cầu sau khi trúng tuyển sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương của doanh nghiệp nhà nước với mức lương dao động từ 7 đến 13 triệu đồng một tháng tùy theo vị trí việc làm. Lương cao thì nó còn tự hưởng vào cái vị trí lãnh đạo thì tự nhiên là cao rồi, còn thấp nhất là các bạn mà tốt nghiệp trung học phổ thông thì bên mình cũng có cái mức lương là 77 triệu. Cái yêu cầu của bên công ty thì đương nhiên về các cái, thứ nhất là về công ty nhà nước yêu cầu là phải có bằng cấp phù hợp với cả cái vị trí tuyển dụng. Thứ hai là vì là ngành có phục vụ nên là bên mình yêu cầu ví dụ tất cả mọi người đều khi tuyển dụng vào công ty là đều phải có tinh thần trách nhiệm và có
kỹ năng chăm sóc khách hàng để đạt được sự hài lòng của các hành khách khi tham gia sử dụng dịch vụ của công ty. Hình thức tuyển dụng nhân sự phục vụ cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sẽ là thi tuyển kết hợp với kiểm tra phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển. Dự báo thời tiết tuần tới từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mây và mưa nhỏ. Theo biểu đồ nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Các ngày thứ 3 và ngày thứ 6, tức ngày 26 và ngày 29 tháng 3, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong tuần chỉ có ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 3 trời có nắng. Vì vậy quý vị có thể cân nhắc về các hoạt động vui chơi giải trí cùng gia đình trong ngày này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới thời kỳ từ đêm ngày 25 đến ngày 26 tháng 3 và từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 có khả năng xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở mức cao. Trong ngày thứ tư và ngày thứ năm, tức ngày 27 và ngày 28 tháng 3, nhiệt độ cao nhất lên đến trên 36 độ C. Mức nhiệt trong tuần dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C, trời nắng nóng. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5m, gió hướng Đông Bắc, biển động nhẹ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Cứu hộ khẩn cấp tàu chở gần 3.000 tấn xi măng bị chìm ở biển Cù Lao Chàm. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị nhận được thông tin tàu Giang Anh 18 bị phá nước, đang chìm dần vào sáng ngày 24 tháng 3. Trên tàu có 2.960 tấn xi măng, hơn 7.000 lít dầu DO và 9 thuyền viên. Đang trên hải trình từ Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước nghiêng 40 độ trái. Vị trí tàu gặp sự cố tại 15,54 độ Vĩ Bắc, 108,31 độ Kinh Đông trên vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, phần cuối thân tàu gặp nạn đã chìm trong nước biển và có nguy cơ chìm hẳn toàn bộ tàu. Đội biên phòng Cù Lao Chàm và Hải đội biên phòng 2 đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và tổ chức quay phao chuyên dụng nhằm ứng phó với sự cố tràn dầu từ tàu vận tải gặp nạn. Liều lĩnh tháo hàng rào cao tốc Cam Lộ La Sơn làm lối đi. Cao tốc Cam Lộ La Sơn từ Quảng Trị đi tỉnh Thừa Thiên Huế mới chỉ có 2 làn xe đã đưa vào sử dụng nên tồn tại nhiều bất cập khiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Đã về, nhiều đoạn hàng rào trên cao tốc còn bị người dân tháo dỡ tạo lối đi trái phép.
Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.5 đi kiểm tra, thì phát hiện từ km 12 đến km 34 trên cao tốc có đến gần 10 địa điểm hàng rào bị tháo dỡ để người, phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hiện tại, đoạn hàng rào bị tháo dỡ đã được gia cố lại. Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát. Trường hợp phát hiện người dân phá dỡ hàng rào, tạo lối đi trái phép vào cao tốc sẽ chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý. Có nên cấp giấy phép lái xe cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi? Anh Phạm Văn Đồng ở Cầu Giấy, Hà Nội làm nghề lái xe nhiều năm. Với tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển trên đường, nên anh cũng nhiều lần chứng kiến nhiều bạn học sinh đi xe máy vi phạm quy định giao thông, thậm chí xảy ra tai nạn, khiến anh không khỏi lo lắng. Qua bao nhiêu vụ tai nạn về học sinh đấy rồi. Mấy vụ là cứ học sinh chở nhau đi đèo 2, đèo 3. Tôi thấy các cái vụ đấy là cũng nên cần phải chấn chỉnh lại, gây tai nạn trước của bản thân mình trước, xong rồi đến cho ảnh hưởng đến cho người ta. Trước thực trạng trên, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị cấp giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ điều khiển phương tiện đối với trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dưới 50cm khối hoặc xe điện. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của người dân. Không có bằng mà cứ cho đi xe kể cả phân khối 50, cái đây cũng là rất là nguy hiểm vì là mình chưa nắm được đấy là đi như nào, cho làm sao cho nó hợp lý, cho nó đúng luật. Thì nên là học lý thuyết rồi là thực hành rồi là thi bằng thì nó hợp lý. Có bằng thì nó sẽ an toàn hơn cho bạn ấy với cả mọi người xung quanh nữa. Thì đỡ tai nạn ấy. Mình mong muốn kiểu cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát ấy, các bạn ra đường nếu mà chưa đủ tuổi thì nên có xe tải xử phạt nặng ấy. Tức là tôi cũng rất là mong muốn để bên cái trường hợp giao thông cũng phải răn đe các cháu, hay nữa là cũng phải có cái trường lớp để dạy cho các cháu để nó tham gia giao thông cho nó an toàn. Dẫn số liệu thống kê năm 2023, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, trên cả nước có khoảng 2.300 trẻ em dưới 18 tuổi chết và bị thương do tai nạn giao thông, trong đó khoảng 1.000 trẻ em chết, phần còn lại là bị thương. 80% trong nhóm này rơi vào độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Bởi vậy, việc cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi thi bằng lái là cần thiết. Đồng thời, ông Hùng đề nghị chương trình sát hạch phải như sát hạch giấy phép lái xe A1 và phải đưa vào trung tâm sát hạch chính quy để đảm bảo chất lượng khi tham gia giao thông. Chọn khối tự nhiên nên theo học ngành nào để dễ xin việc lương cao? Khối tự nhiên hay còn gọi là khối các môn khoa học tự nhiên chủ yếu gồm 3 môn vật lý, hóa học, sinh học. Thông thường, khối ngành học xét tuyển tổ hợp này thường liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Việc thi đại học khối tự nhiên, chọn ngành học nào để dễ xin việc sau tốt nghiệp là câu hỏi khiến nhiều thí sinh trăn trở. Trong quá trình chọn ngành, chọn nghề thì mình cũng thấy khá là lúng túng. Cũng có nhiều câu hỏi để thắc mắc về đầu ra và cơ hội việc làm sau này. Mình thấy thì ở hiện nay có rất nhiều các ngành nghề đang rất là hot. Thì cũng đang rất là phân vân giữa nhiều ngành nghề để có thể chọn được một nghề nào hợp với mình nhất. Thấu hiểu tâm lý thí sinh, chuyên gia tuyển sinh đã gợi ý một số nhóm ngành khối tự nhiên có triển vọng nghề nghiệp trong tương lai và mang lại mức lương hấp dẫn, giúp thí sinh có thể tham khảo lựa chọn. Những cái lĩnh vực mà sản xuất thì là sẽ có nhu cầu về các cái kỹ sư trong một thời gian sắp tới, bởi vì Việt Nam sẽ là cái điểm các cái công ty như các cái tập đoàn họ dịch chuyển các cái doanh nghiệp sang Việt Nam để mà sản xuất ở Việt Nam, thì nhu cầu về cái nguồn nhân lực trong các cái lĩnh vực kỹ thuật thì nó sẽ tăng lên. Đặc biệt là các cái lĩnh vực sản xuất. Thì ngoài ra thì các cái lĩnh vực liên quan đến vật liệu, ví dụ như vật liệu mới hay là các cái lĩnh vực về vật liệu thân thiện với môi trường như vật liệu polymer composite, hoặc là các cái lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp phụ trợ, ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà sản xuất bao bì, tem nhãn, in ấn, nó phục vụ cho cái chuỗi sản phẩm của các cái tập đoàn, thì nó cũng sẽ là những cái doanh nghiệp mà có nhiều cái vị trí việc làm đối với các bạn sinh viên. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức, gồm nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.